mọi người, mình quay cho mọi người thấy cái cây tiêu lốp hay là ớt tiêu nhá. Cái cây này nó cao 1m7 á, 1m8 với trụ của nó leo ở cái trụ phơi đồ của nhà chị nè. Trời ơi, trái nè. Trái tiêu lốp chị Thiên này. Là cây sum chưa? Trời ơi, trái đá chưa? Cái ớt này là kho cá, bỏ vô đập dập ra, bỏ vô kho cá rất là ngon nha. Tác dụng của cây tiêu thì mọi người biết rồi, nên bạn mình tìm là một đống tác dụng nha. Đây là một cây gia vị rất là ngon, ngon và thơm, thơm và ngon. Đó, cây này nó leo vào cái nó leo vào cái gì đây nhỉ? Xem vào trong là cái gì nào. Cái trụ bê tông á. Nó leo cái trụ bê tông cao 1m8, gần 2m rồi. Đã quá. Mình có 3 cây giống nha. Thì là Vân Anh số điện thoại 0906 347 005. Mọi người có thể search Summer Garden trên Lazada và Shopee.